School ơi, chào mừng các bạn đã đến với điểm tin hàng tuần, số phát sóng đầu tiên của B-School. Mình là Hà My sẽ cùng đồng hành với các bạn trong điểm tin lần này. Thông báo với các bạn một tin vui, đó là hàng tuần thì B-School sẽ lên bản tin đều đặn để tổng hợp tất cả những sự kiện hot nhất trong tuần và những cập nhật mới nhất về tình hình thi cử của các bạn học sinh 2K2, 2K3 tại fanpage bschool.vn vào lúc 19 giờ tối thứ hai hàng tuần. Để không bỏ lỡ bất cứ thông tin hấp dẫn nào thì các bạn hãy nhấn like và theo dõi page ở chế độ xem trước. Đừng quên tag bạn bè và để xem cùng nha. Mở đầu điểm tin ngày hôm nay sẽ là những sự kiện quan trọng diễn ra tại B-School trong tuần qua. Vừa rồi thì team tiếng Anh của Miss Levy bao gồm 3 giáo viên tiếng Anh vô cùng tài năng và trẻ trung là Miss Levy, Miss Nguyễn Thảo và Mr. Bá Dũng đã cùng đồng hành với B-School để giảng dạy môn học này. Đảm bảo đây sẽ là làn gió mới truyền lửa đam mê cùng phương pháp giảng dạy kiến thức hay mới lạ giúp các bạn tự tin và đạt điểm số cao ở môn tiếng Anh. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, B-School đã tổ chức chương trình sale mạnh cho các khóa học B-Life dành riêng cho các bạn học sinh 2K3 với hàng ngàn ưu đãi về sách luyện thi các môn siêu hấp dẫn. Chương trình này đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ các bạn học sinh trên toàn quốc. Còn bạn nào chưa đăng ký khóa học B-Life thì có thể đăng ký ngay tại website bschool.vn hoặc comment bên dưới để được tư vấn chi tiết nhé. Tiếp nối điểm tin B-School hôm nay sẽ là một vài tin cho tuần mới mà các bạn học sinh cần phải nắm chắc. Để chuẩn bị và sắp xếp thời gian tốt nhất cho tuần học mới, chắc chắn không để bỏ qua thông tin thời khóa biểu livestream của các thầy cô từ ngày 8 tháng 6 2020 đến ngày 14 tháng 6 2020 tại fanpage bschool.vn và hai group là group dậy sớm học bài và thức khuya học bài. Dành cho các bạn chưa biết thì group dậy sớm học bài và thức khuya học bài là hai group chính thức của B-School nơi các bạn học sinh có thể giao lưu, học hỏi về kiến thức và liên tục update các đề thi hay các môn toán, lý, hóa, văn, anh và livestream giảng đề hoàn toàn miễn phí từ các thầy cô giáo hàng đầu tại B-School cho các bạn học sinh 2K3 xuất phát sớm. Đặc biệt, bật mí trong tuần tới này thì cuộc thi video review tại B-School sẽ diễn ra với những phần quà vô cùng hấp dẫn. Các bạn hãy cùng chờ đón nhé! Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia mới đây đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sẽ được tổ chức chính thức từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 8 năm 2020. Như vậy, 2K2 chỉ còn hơn 60 ngày nữa để chuẩn bị. Không còn nhiều thời gian, đây chính là thời gian chạy nước rút cho các bạn 2K2 cày đề. Các thầy cô B-School cùng đồng hành sát sao với các bạn trong các buổi livestream chữa đề trực tiếp tại fanpage. Con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng. Cố gắng mỗi ngày để không phải hối tiếc về bất cứ điều gì nhé các bạn. Thông tin vừa rồi cũng là thông tin kết thúc của điểm tin số đầu tiên này. Nếu có thắc mắc hay câu hỏi gì cần giải đáp, các bạn hãy comment ngay phía bên dưới hoặc inbox trực tiếp cho fanpage để được giải đáp sớm nhất nhé. Hẹn các bạn ở điểm tin tiếp theo của B-School.